Chào mừng các em đến với bộ môn mỹ thuật 7 của sách Chân Trời Sáng Tạo bản 1. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta tìm hiểu chủ đề Cuộc sống xưa và nay, bài 13 Chạm khắc đình làng. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký để theo dõi các nội dung bài giảng video tiếp theo nhé. Về yêu cầu cần đạt, sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình và cách mô phỏng hình ảnh chạm khắc đình làng. Học sinh mô phỏng được một số hình ảnh chạm khắc đình làng bằng đất nặn hoặc các vật liệu dẻo. Học sinh phân tích được nét, màu trong trên dân gian hàng trống và trong bài vẽ. Học sinh nêu được giá trị lịch sử, văn hóa của nghệ thuật điêu khắc đình làng. Về yêu cầu chuẩn bị cho bài học, trong bài học này, các em cần chuẩn bị đất nặn, giấy vẽ và một số các dụng cụ phục vụ cho việc nặn đất. Về những nội dung chính trong bài học, trong bài học ngày hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. 1. Vẻ đẹp tạo hình chạm khắc đình làng Việt Nam. 2. Cách mô phỏng hình ảnh chạm khắc đình làng. 3. Thực hành mô phỏng chạm khắc đình làng. 4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Và 5. Tìm hiểu hình khối của tác phẩm điêu khắc đương đại. Sau đây chúng ta đến với những nội dung chi tiết của bài học. Chúng ta cùng tìm hiểu bài 13 Chạm khắc đình làng. Trước hết chúng ta tìm hiểu phần khám phá vẻ đẹp tạo hình chạm khắc đình làng Việt Nam. Trong phần này, các em hãy quan sát một số các hình ảnh sau đây và trả lời một số các câu hỏi. Các bức chạm khắc đình làng phản ánh những cảnh gì? Hình dáng các nhân vật ở các bức chạm khắc như thế nào? Và các bức chạm khắc được làm bằng những chất liệu gì? Các em cùng quan sát thật kỹ các hình ảnh sau đây nhé! Đình làng là nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Việt. Làng Triệu Phú khá giả thì đình xây to, kiên cố, chạm khắc cũng tinh xảo hơn. Làng nghèo hơn thì đình cũng được xây dựng đơn giản, nhưng vẫn giữ đặc trưng cho tâm hồn và cốt cách văn hóa của làng. Với vai trò và chức năng quan trọng như vậy, nên đình làng được người dân chung tay xây dựng, tạo nên một diện mạo mới, đẹp đẽ, thể hiện bằng những bức chạm khắc trang trí đình làng độc đáo. Chính vì vậy, đình làng trở thành nơi lưu giữ các tác phẩm điêu khắc phản ánh cuộc sống hiện thực xã hội đương thời. Chạm khắc đình làng phong phú đa dạng, nó chủ yếu phản ánh cảnh sinh hoạt đời sống bình thường của người dân như đấu vật, cưỡi voi, đi cày, uống rượu hay các trò chơi dân gian mang nét mộc mạc, giản dị và gần gũi. Hình ảnh con người được chạm khắc trên kiến trúc đình làng có hình thức thể hiện đơn giản, mang nét phong túng, thô mộc, phù hợp với tâm lý và thẩm mỹ của người Việt. Các nhân vật được bỏ các chi tiết thường rà, chú trọng đến những đặc điểm tác động làm nổi bật câu chuyện. Dường như con người trên chạm khắc đình làng chỉ mang tinh thần chung của cả cộng đồng, chứ không phải một con người có tính cách cụ thể. Đặc điểm con người trên chạm khắc đình làng thiếu mắt đã tạo ra sự khái quát chung về tính cách cộng đồng, chứ không chú tả lột cá tính cách của một người cụ thể nào. Điều này nó cũng hoàn toàn phù hợp với thời kỳ phong kiến, luôn ý thức cao về vai trò cộng đồng hơn là vai trò của cá nhân đơn lẻ. Chúng ta cũng có thể nhận thấy nghệ thuật chạm khắc gốc đình làng là sự kết tinh muôn đời của dân tộc Việt Nam. Nó cũng chính là thể hiện những chữ viết chân thực, là lời nhắn nhủ đầy tính triết mỹ của tổ tiên chúng ta để lại cho những thế hệ mai sau.
Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời, chúng ta có thể thấy hình ảnh trong trạm các gỗ đình làng bao gồm các hình ảnh như đấu vật, đá cầu, cưỡi voi, gánh con, đi cày, vân vân. Hình dạng trạm các gỗ đình làng mộc mạc mà tự nhiên, và chất liệu các tác phẩm chạm khắc được làm bằng gỗ. Chúng ta chuyển qua nội dung 2, cách mô phỏng hình ảnh chạm khắc đình làng. Trong phần này, các em quan sát thật kỹ các hình ảnh sau đây và cho biết để mô phỏng bức chạm khắc đình làng, chúng ta tiến hành theo các bước nào. Và để tạo được các vị trí lồi lõm ở bức phù điêu, chúng ta sẽ thực hiện ra sao? Các em cùng quan sát thật kỹ và suy nghĩ trả lời các câu hỏi trên nhé. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ, trả lời, chúng ta có thể nhận thấy để mô phỏng hình ảnh chạm khắc gỗ đình làng, chúng ta tiến hành theo 4 bước cơ bản sau đây. Bước 1. Tạo khuôn hình mặt phẳng. Bước 2. Phác hình mô phỏng cho cân đối. Bước 3. Khắc nét, nạo đất, tạo độ lồi lõm trong hình khắc. Và bước 4. Khắc chi tiết để hoàn thiện sản phẩm. Các em cũng có thể lưu ý thêm, sử dụng đất nặn mô phỏng được nét, hình khối, hoạt cảnh ở bức chạm khắc đình làng Việt Nam. Và để giúp các em dễ hình dung về cách mô phỏng chạm khắc gỗ đình làng, sau đây xin mời các em theo dõi nội dung video sau đây.
Chúng ta chuyển qua nội dung 3, thực hành mô phỏng hình ảnh chạm khắc đình làng. Ở phần thực hành này, các em hãy chọn và mô phỏng một bức chạm khắc đình làng em yêu thích. Có thể mô phỏng toàn bộ hoặc trích đoạn. Trước khi thực hiện phần sản phẩm, các em lưu ý em chọn sản phẩm nào để mô phỏng. Em mô phỏng một phần hay toàn bộ bức chạm khắc? Và em sẽ dùng vật liệu gì và dụng cụ gì để thực hiện tác phẩm này? Chúc các em có được những tác phẩm đẹp và thành công. Sau đây, xin mời các em tham khảo một số sản phẩm chạm khắc của các bạn học sinh. Mời các em cùng theo dõi. Chúng ta chuyển qua nội dung 4, trưng bày sản phẩm và chia sẻ. Sau khi các em hoàn thành xong tác phẩm phù điêu của mình, chúng ta tiến hành trưng bày và chia sẻ với các bạn trong lớp theo các nội dung sau đây. Em ấn tượng bức chạm khắc nào? Nội dung bức chạm khắc thể hiện điều gì? Sản phẩm nào gần giống mẫu nhất? Và để sản phẩm được đẹp và hoàn thiện, chúng ta cần sửa thêm những chi tiết gì? Chúng ta cùng quan sát thật kỹ và chia sẻ những điều cần gợi ý nhé. Chúng ta tìm hiểu phần cuối cùng, phần 5, tìm hiểu hình khối của các tác phẩm chạm khắc đương đại. Trong phần này, các em quan sát thật kỹ các hình ảnh trên video và trả lời một số các câu hỏi sau đây. Tác phẩm chạm khắc của Nguyễn Xuân Thủy thể hiện nội dung gì? Các nhân vật thể hiện hoạt động nào? Và tỷ lệ hình khối của các nhân vật ra sao? Các em cùng quan sát thật kỹ tác phẩm của nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy và trả lời câu hỏi trên nhé! Tác phẩm điêu khắc Du kích Nam Trung Bộ của nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy sáng tác năm 1997 bằng gỗ sơn thép, thể hiện tinh thần nhiệt huyết, hăng hái của các nam nữ thanh niên du kích. Họ xông pha, sẵn sàng tham gia chiến trận với đạn pháo đầy vai, những gương mặt vui tươi, hớn hở, những bàn tay cơ bắp đầy nhiệt huyết. Tác phẩm điêu khắc thực sự làm sống lại tinh thần kháng chiến của quân dân Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau khi các em quan sát, suy nghĩ và trả lời xong, chúng ta có thể thấy tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy thể hiện với hình khối chắc khỏe, thể hiện tinh thần quả cảm chiến đấu với kẻ thù của quân dân Nam Bộ. Chúng ta có thể thấy rằng qua việc tìm hiểu hình khối của các tác phẩm điêu khắc thời kỳ đương đại, chúng ta có thể nhận thấy chạm khắc gỗ đình làng là một trong những mảng chạm khắc gỗ trang trí làm tăng vẻ đẹp và tính độc đáo cho kiến trúc đình làng, được phát triển mạnh mẽ trong các thế kỷ 16, 18
Trạm các gỗ đình làng thể hiện được các đề tài sinh hoạt của đời thường. Trong đó, hình tượng con người được khắc họa với dáng vẻ hồn nhiên, mộc mạc và hóm hình. Kỹ thuật chạm khắc tinh xảo, cảnh vật được cường điệu với không gian ước lệ theo nhiều điểm nhìn. Trạm các gỗ đình làng là một trong những thành tựu nổi bật của nền mỹ thuật thời kỳ trung đại. Nó góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa, tinh thần của dân tộc, đồng thời tạo nên nền tảng cho sự phát triển của nền nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời kỳ hiện đại. Phần tìm hiểu nội dung bài học vừa rồi đã kết thúc tiết học của chúng ta rồi. Để chuẩn bị cho bài học sau thật tốt, các em về nhà đọc chiếc bài nét màu trong tranh dân gian hàng trống và chuẩn bị giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu. Phần nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta rồi. Thầy xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Các em đừng quên nhấn like, đăng ký, chia sẻ và bình luận nội dung bài học vừa rồi ở phía dưới video nhé. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các em trong các nội dung bài học sau. Chào các em.